Chiều nay ngày 13 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức cuộc họp trực tuyến với các tỉnh thành phố phía Nam về công tác vận tải trong phòng chống dịch COVID-19, dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ ngày 8 tháng 7 đến nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, tạo thuận lợi trong công tác vận chuyển hàng hóa hạn chế thấp nhất việc ủng tắc giao thông và thiếu hụt tài xế xe vận tải hàng hóa tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố khu vực phía nam tổng cục đường bộ phối hợp với các địa phương thực hiện điều tiết phân luồng đảm bảo không để xảy ra ủng tắc giao thông tình hình giao thông tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến quốc lộ cao tốc và các chốt trên các tuyến đường đi và đến thành phố hồ chí minh hiện cơ bản thông thoáng không xảy ra ủng tắc giao thông nghiêm trọng Tại buổi làm việc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết một số hạn chế bất cập còn tồn tại đối với hoạt động vận tải trong thời gian xảy ra dịch, như thời hạn hiệu lực kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 của các địa phương chưa thống nhất. Một số địa phương áp dụng cách ly và xét nghiệm 3 lần đối với những người từ dùng dịch về địa phương, dẫn đến khó khăn trong việc vận chuyển và lưu thông hàng hóa. Tình hình đến test và đợi kết quả xét nghiệm COVID-19 của các tài xế tại các tỉnh thành còn chờ đợi quá lâu. Phát biểu tại buổi làm việc liên quan đến những bất cập này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, đã ký văn bản sắp tới sẽ đề nghị các địa phương hình thành các điểm xét nghiệm riêng và trả kết quả nhanh nhất cho các tài xế, lơi xe để đảm bảo có hiệu lực trong 3 ngày theo quy định. Để tránh ùn tắc tại các luồng xanh trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh giãn cách theo chỉ thị số 16 nhằm đưa hàng hóa đến các tỉnh cũng như các cảng đảm bảo xuất khẩu. Đối với các mặt hàng nông sản cần vận chuyển nhanh để tránh hư hỏng. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị cần có logo để nhận diện phân loại giữa hàng nhanh hư hỏng và hàng bảo quản được lâu để linh hoạt trong vận chuyển. Thông tin về tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ sắp tới sẽ ban hành, trong đó các đối tượng tham gia hoạt động vận tải sẽ là một trong ba nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine. Sau khi nghị quyết này ban hành, rất cần các địa phương phối hợp ưu tiên cho nhóm đối tượng này để đảm bảo hàng hóa lưu thông, góp phần vào đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa tại các địa phương cũng như xuất khẩu.